Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Con gái Lê Dương Bảo Lâm 2 tuổi, mắt tròn xoe, môi đỏ, nổi tiếng ở trường mẫu giáo. Những hình ảnh mới đây nhất mà ông bố Lê Dương Bảo Lâm khoe cô ba Bảo Ngọc khiến nhiều người chú ý và không khỏi xích xa. So. Cô bé Bảo Ngọc 2 tuổi sở hữu gương mặt bầu bĩnh và dễ thương quá chân. Bé có đôi mắt to tròn đen lấy cùng đôi môi đỏ mọng cong quyến rũ. Không ít người phải dành lời khen hết nấc cho Bảo Ngọc vì độ dễ thương, tạo dáng khi có ống kính máy ảnh, đặc biệt thể hiện bé rất tự tin và giản dĩ. Trên trang Facebook cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ loạt hình ảnh đáng yêu của con gái Bảo Ngọc khi đi học, không còn mắt út hận giống ba và lầm nguyết bạn bè, nhấp tì có biểu cảm dễ thương, chu môi thương hiệu để tạo dáng chụp ảnh. Dẫu vậy Bảo Ngọc vẫn bị Lê Dương Bảo Lâm tranh thủ thủ dìm Hàng. Dù chỉ mới 2 tuổi nhưng Bảo Ngọc rất điệu đa, rất hay làm dáng đáng yêu. Lê Dương Bảo Lâm vẫn tranh thủ dìm hàng con gái nhỏ. Dù chỉ mới 2 tuổi nhưng Lê Dương Bảo Lâm đã cho Bảo Ngọc đến trường với chị hai Bảo Nhi. Vào ngày 20 tháng 10 vừa qua, nam diễn viên chia sẻ khoảnh khắc hài hước của ái nữ khi đi học mà không nhận được quà từ các bạn nam. Dù bận chạy xe đạp, Nhấp tì vẫn tranh thủ làm dáng liếc mắt quen thuộc. Lột khoảnh khắc muôn màu cảm xúc của con gái Lê Dương Bảo Lâm khi đi học khiến khán giả vô cùng thích thú bà xã lê dương bảo lâm bất ngờ thay đổi kiểu tóc trẻ trung chục tuổi là người đứng sau thành công của lê dương bảo lâm bà xã quỳnh quỳnh đóng một vai trò không hề nhỏ trong sự nghiệp của chồng cô được đánh giá là cô vợ mẫu mực hết lòng vì chồng vì con mà quên luôn chăm sóc bản thân tuy nhiên ít ai biết rằng bà xã nam diễn viên đến từ đồng nai đích thị là mỹ nhân khi chăm chút cẩn thận mới đây trên trang cá nhân quỳnh quỳnh khiến người hâm mộ một phen bất ngờ ngã ngửa khi công khai diện mạo mới sau khi làm tóc bay vài triệu thế là sau thời gian mê đồ bộ cùng mái tóc dài búi cao thì bà xã Lê Dương Bảo Lâm đã chịu đầu tư cho mình, cho hình ảnh bản thân. Bà mẹ ba con còn dí dỏm trêu đùa fan rằng còn cái dáng nữa, vài cộng nét nhăn là về năm 2015. Có thể thấy, sau khi tân trang nhân sắc bằng cách thay đổi kiểu tóc dài uống lượng, Quỳnh Quỳnh được nhận xét xinh đẹp và trẻ trung ra chục tuổi. Cô dường như đang hồi xuân, khiến cho ông xã cũng phải bất ngờ không nhận ra vốn gắn liền với hình ảnh giản dị và mộc mạc. Tuy nhiên rõ ràng bà mẹ ba con vẫn sở hữu đường nét cuốn hút và nhẹ nhàng, chẳng thua kém mỹ nhân nào. Vì bận chăm lo, vun vén cho gia đình mà người đẹp phải đối mặt với nhiều bình luận kém duyên trên mạng xã hội. Trước khi lấy gia đình làm trung tâm cuộc sống, vợ Liminho Đồng Nai từng có một thời thanh xuân rực rỡ khi váy áo lực la và trang điểm xinh đẹp. Kể từ khi nên duyên cùng Lê Dương Bảo Lâm và tạo dựng sự nghiệp, cô đã dần quên đi bản thân để toàn tâm toàn ý lo cho tổ ấm. Trong thời gian trước, cô từng bị lôi tên vào câu chuyện lợm thợm, khiến nhiều fan không khỏi bất bình. Sau thời gian mọi thứ lắng xuống, dường như bà xã Lê Dương Bảo Lâm cũng bắt đầu thay đổi hình ảnh để tốt hơn. Nhờ có ông xã và mẹ ruột bên cạnh giúp đỡ mà Quỳnh Quỳnh đã có thời gian nâng cấp vẻ ngoài. Thế mới thấy phụ nữ chỉ cần có thời gian chăm chút và tiềm lực kinh tế sẽ luôn giữ được nét đẹp trẻ trung rạng rỡ và bà xã Lê Dương Bảo Lâm cũng là trường hợp không ngoại lệ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.